Kính chào quý khán giả đang đến với chuyên mục Cải cách hành chính của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh. Nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, kính chúc quý khán giả một năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý. Kính thưa quý vị khán giả, năm vừa qua, đại dịch Covid-19 đã có những diễn biến phức tạp, tác động mạnh mẽ đến nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội. Tuy nhiên, đối với ngành thông tin và truyền thông, đây vừa là thách thức, vừa là cơ hội để toàn ngành vươn mình phát triển mạnh mẽ. Tại Tây Ninh, trong năm 2021 vừa qua, ngành thông tin và truyền thông tỉnh nhà cũng đã vượt qua khó khăn, gặt hái được nhiều thành quả tích cực, góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính và đóng góp một phần lớn vào thành quả chung của công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh. Trong chuyên mục Cải cách hành chính hôm nay, kính mời quý vị khán giả cùng điểm qua những điểm sáng của ngành thông tin và truyền thông tỉnh Tây Ninh trong năm vừa qua. Năm 2021 là năm dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, gây ảnh hưởng đến sự phát triển của tất cả các ngành, các lĩnh vực, trong đó có ngành thông tin và truyền thông. Để kịp thời thích ứng linh hoạt với tình hình thực tế, Sở Thông tin và Truyền thông Tây Ninh đã bám sát sự chỉ đạo của Bộ Thông tin và Truyền thông, của Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh để đề ra nhiều giải pháp, vừa phòng chống dịch hiệu quả, vừa thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước, góp phần tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh. Trong đó, điểm nổi bật là với vai trò thường trực Ban chỉ đạo xây dựng chính quyền điện tử tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông đã tích cực tham mưu Tỉnh ủy ban hành nghị quyết số 02 về chuyển đổi số tỉnh Tây Ninh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Đến nay, Tây Ninh là một trong những địa phương tiên phong của cả nước có riêng nghị quyết của Tỉnh ủy về chuyển đổi số. Ngoài ra, Sở Thông tin và Truyền thông cũng tích cực tham mưu ban hành nhiều nội dung được xem là nền tảng để thúc đẩy chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh, như quyết định số 713 ngày 29 tháng 3 năm 2021 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc chương trình chuyển đổi số tỉnh Tây Ninh đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030. Tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh công tác triển khai và phát triển công nghệ thông tin. Về cải cách thủ tục hành chính, đến nay, Tây Ninh đã tích hợp 1.001 trên 1.818 thủ tục dịch vụ công mức độ 4 lên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia. Sở Thông tin và Truyền thông đang phối hợp với các ngành đánh giá lại các dịch vụ công mức độ 4 để tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh quyết định cho phù hợp với thực tế. Dịch vụ công nào đủ điều kiện đưa lên mức độ 4 và đáp ứng các yêu cầu của văn phòng chính phủ thì cung cấp ở mức độ 4, còn lại sẽ đưa về mức độ 3. Năm 2021, ngành bưu chính trên địa bàn tỉnh đã chuyển sang triển khai các sàn thương mại điện tử, nhất là sàn thương mại điện tử nông nghiệp, góp phần quảng bá và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp của tỉnh trên sàn thương mại điện tử. Ngoài ra, với việc đẩy mạnh dịch vụ bưu chính công ích, ngành bưu chính của tỉnh đã góp phần tích cực mang đến nhiều tiện ích và sự hài lòng của người dân trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính, nhất là trong các giai đoạn dịch Covid-19 diễn biến phức tạp. Trong năm, sản lượng tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích luôn được ghi nhận ở mức tăng. Trên lĩnh vực viễn thông, trong năm qua các đơn vị đã tập trung phát triển hạ tầng viễn thông như sóng di động, cáp quang phục vụ công cuộc chuyển đổi số ở các khu vực nông thôn, nhất là triển khai sóng di động phục vụ chương trình sóng và máy tính cho em, giúp học sinh vùng sâu, vùng xa học trực tuyến trong giai đoạn phòng chống dịch Covid-19. Quan tâm phối hợp cùng ngành điện lực thực hiện các kế hoạch làm gọn, căn chỉnh mạng cáp, thu hồi cáp dư, cáp thừa trên mạng. Năm 2021, đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Tuy nhiên, đây vừa là thách thức nhưng cũng là cơ hội để ngành thông tin và truyền thông phát triển mạnh mẽ, nhất là việc cho ra đời và ứng dụng các nền tảng số phục vụ công tác phòng chống dịch. Đầu tháng 6 năm 2021, Ban chỉ đạo xây dựng chính quyền điện tử tỉnh đã thống nhất triển khai ứng dụng Tây Ninh Smart trên các thiết bị thông minh. Đây được xem là ứng dụng dùng chung đầu tiên và duy nhất của tỉnh Tây Ninh tính đến thời điểm hiện tại, trên cơ sở cập nhật phát triển từ ứng dụng 1022 Tây Ninh. Ứng dụng Tây Ninh Smart hiện có mặt trên các kho ứng dụng iOS và CH Play với hơn 96.000 lượt tải về. Ứng dụng Tây Ninh Smart có nhiều tính năng tiện ích, giúp cho cán bộ công chức nhà nước tăng cường sự tương tác với người dân và doanh nghiệp thông qua các nền tảng hỏi đáp trực tuyến, gửi phản ánh hiện trường cùng nhiều tính năng ưu việt khác. Số người dùng đã đăng ký trên hệ thống là 89.334 người dùng. Ứng dụng Tây Ninh Smart cũng là tiền đề và cũng là nền tảng để tỉnh tiếp tục nâng cấp, tích hợp thêm nhiều tính năng, phục vụ công tác chỉ đạo điều hành của lãnh đạo tỉnh, cũng như phục vụ nhu cầu tương tác nắm bắt thông tin của người dân. Nền tảng ứng dụng chia ra hai phân hệ, chính quyền, người dân và doanh nghiệp. Ngoài ra bổ sung thêm các module phòng chống dịch, trong đó nổi bật với các tính năng. Tính năng tiếp nhận thông tin và phản hồi phản ánh của người dân liên quan đến phòng chống dịch.
Trong đó, tính năng nổi bật là quản lý người từ tỉnh ngoài vào Tây Ninh hoặc ra vào tại các địa điểm. Để ứng dụng được phát huy hiệu quả, các mã QR sẽ được tạo và niêm yết tại cổng ra vào các khu vực như các trạm chốt kiểm tra liên ngành, công sở, công ty, các khu vực công cộng. Khi ra vào các khu vực này, người dân chỉ việc quét mã QR được niêm yết, ứng dụng sẽ tự động ghi nhận, phân tích và đưa ra những cảnh báo có liên quan đến tình hình dịch bệnh, phục vụ công tác truy vết. Nếu người dùng không may nhiễm bệnh hoặc người dùng có đến các địa điểm có người nhiễm bệnh, ứng dụng này sẽ kịp thời thông báo để người dùng có biện pháp bảo vệ sức khỏe cho phù hợp, tránh lây lan dịch bệnh và giúp các ngành chức năng kịp thời khoanh vùng, cách ly những người có liên quan. Tính năng hỗ trợ quản lý theo dõi điều trị F0 không triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ tại nhà để giảm áp lực cho ngành y tế nói chung và nhân viên y tế cơ sở nói riêng. Tính đến hết năm 2021, có 110 đơn vị bệnh viện trạm y tế được tạo lập tài khoản trên hệ thống và gần 1.000 tài khoản số cán bộ được gắn truyền trên hệ thống ứng dụng toàn tỉnh. Có 3.684 F0 khai báo, trong đó có 2.798 F0 đã được tiếp nhận theo dõi thông qua hệ thống phần mềm và ứng dụng quản lý theo dõi điều trị các ca F0, F1 đạt gần 76%. Ngoài các tính năng nổi bật trên, nền tảng ứng dụng Tây Ninh Smart còn hỗ trợ tích hợp thêm các tính năng bổ sung như đăng ký tiêm chủng, đăng ký nhận trợ cấp do dịch bệnh gói an sinh xã hội theo Nghị quyết 68, tích hợp mã QR cá nhân theo tiêu chuẩn quốc gia, số điện thoại đường dây nóng hỗ trợ theo lĩnh vực. Song song với ứng dụng Tây Ninh Smart, Tổng đài 1022 Tây Ninh cũng ngày càng phát huy tính hiệu quả. Trong giai đoạn dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, mỗi ngày, Tổng đài 1022 Tây Ninh tiếp nhận và giải quyết hơn 1.000 cuộc gọi và tin nhắn của người dân, phản ánh và hỏi đáp về công tác phòng chống dịch COVID-19 của tỉnh, về các chủ trương hỗ trợ người dân có liên quan. Ứng dụng Robot Call phục vụ công tác xác nhận đưa đón người dân về quê và tình trạng sức khỏe, cùng các phản ánh về hạ tầng đô thị, về dịch vụ hành chính công. Qua kênh tương tác 1022 Tây Ninh, nhiều trường hợp đã được chính quyền địa phương hướng dẫn và hỗ trợ kịp thời. Điển hình là có trên 1.500 công dân của tỉnh Tây Ninh đang sinh sống làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh được hỗ trợ đón về quê an toàn. Có thể nói, Tổng đài 1022 Tây Ninh đã ngày càng phát huy vai trò là chiếc cầu nối, rút ngắn khoảng cách giữa chính quyền địa phương với người dân, đồng thời cũng là chất xúc tác để những ý kiến phản ánh của người dân được tiếp nhận và giải quyết một cách nhanh chóng, hiệu quả hơn. Trong năm, Sở Thông tin và Truyền thông cũng chủ trì triển khai nền tảng hỗ trợ lấy mẫu và trả kết quả xét nghiệm theo hình thức điện tử trực tuyến vào quy trình lấy mẫu và xét nghiệm. Đây là một cách làm mới và cũng là một điểm sáng trong công tác phòng chống dịch tại Tây Ninh. Với phương pháp này, người dân chỉ cần khai báo y tế trên ứng dụng Bluezone, nay là PC COVID, không cần khai báo y tế trên giấy. Nhân viên y tế cũng không phải tốn thời gian và công sức nhập liệu thủ công. Vì vậy, việc lấy mẫu sẽ nhanh chóng, chính xác, loại bỏ được thao tác nhập thủ công và tránh sai sót. Quá trình nhập liệu tự động cũng sẽ hạn chế tối đa sự tiếp xúc, giảm khả năng lây nhiễm. Nếu so sánh với cách tiếp nhận thông thường, quy trình này sẽ giúp người dân không phải khai báo y tế trên giấy, tiết giảm được 50% thời gian thực hiện xét nghiệm, hạn chế tiếp xúc với người và các vật phẩm tại khu vực lấy mẫu, có thể tự khai báo y tế cho mình hoặc khai hộ cho người thân trong gia đình. Còn đối với nhân viên y tế, nền tảng này sẽ giúp tiết giảm 50% lượng công việc, không phải tiếp nhận tờ khai y tế trên giấy, giảm tải áp lực về công tác nhập liệu, quản lý dữ liệu, góp phần nâng cao hiệu quả công việc cả về số lượng lẫn chất lượng. Cùng với các hệ thống và ứng dụng chuyên biệt của tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông Tây Ninh còn tiên phong trong việc triển khai ứng dụng phòng chống dịch COVID-19 quốc gia PC COVID và mã QR phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Để ứng dụng PC COVID phát huy tác dụng, Sở Thông tin và Truyền thông đã chủ trì tổ chức các buổi tập huấn triển khai các chỉ đạo có liên quan và hướng dẫn sử dụng các tính năng của ứng dụng PC COVID cho đại diện các sở ban ngành tỉnh, Ủy ban dân cấp huyện và cấp xã, cùng các đại diện của các doanh nghiệp bưu chính viễn thông, công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh. Ứng dụng PC COVID được triển khai đồng bộ, thống nhất sẽ giúp các cơ quan chức năng có thể nhanh chóng xác định các mốc dịch tễ và có biện pháp xử lý kịp thời ngăn chặn sự lây lan dịch bệnh COVID-19. Trên lĩnh vực báo chí truyền thông, trong năm, các cơ quan báo chí trong tỉnh đã bám sát chỉ đạo định hướng của tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh, thực hiện đúng tôn chỉ mục đích không để xảy ra vi phạm trong thông tin tuyên truyền. Các cơ quan thông tấn báo chí và hệ thống truyền thanh các cấp đã kịp thời thông tin tuyên truyền về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy đảng, chính quyền. Tuyên truyền góp phần vào thành công của công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Tuyên truyền phòng chống dịch COVID-19 phản ánh khá toàn diện kết quả đạt được của các cấp, các ngành, đơn vị, các địa phương trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, xây dựng đảng.
công tác thanh tra kiểm tra được đẩy mạnh, qua đó đã kịp thời phát hiện xử lý các hành vi vi phạm, nhất là việc đưa thông tin sai sự thật trên môi trường mạng. Trong năm, Sở Thông tin và Truyền thông cũng đã thành lập các đoàn đến kiểm tra việc đăng ký và sử dụng mã QR tại các điểm kiểm dịch thuộc các doanh nghiệp thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh. Việc cài đặt và sử dụng các ứng dụng phòng chống dịch COVID-19 của các cán bộ, nhân viên thuộc các doanh nghiệp và khách hàng đến giao dịch tại các điểm kiểm dịch theo tinh thần kế hoạch số 3509 của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Cùng với việc thanh tra, kiểm tra, Sở Thông tin và Truyền thông cũng có phương án hướng dẫn, hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp trong quá trình triển khai thực hiện các nội dung có liên quan. Tây Ninh đang trên đà hội nhập và phát triển. Với những kết quả khởi sắc mà ngành thông tin và truyền thông tỉnh nhà đã đạt được, trên cơ sở những nền tảng và cơ sở hạ tầng sẵn có, cùng sự định hướng và đầu tư có trọng tâm, hiệu quả. Trong tương lai không xa, Tây Ninh sẽ còn tiếp tục vươn mình trở thành một đô thị thông minh, năng động, hiện đại, phát triển bền vững và đáng sống. Quý khán giả thân mến, chuyên mục Cải cách hành chính của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh kỳ này đến đây là hết. Cảm ơn sự chú ý quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.